Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 12 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng hầu khắp các khu vực trên cả nước. Nhiệt độ nhiều nơi có thể tăng lên mức từ 35 đến 37 độ. Đối với các khu vực ở Bắc Bộ, một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng ở khu vực này từ ngày thứ Bảy cứ tuần này ngày 16 tháng 4, làm cho nhiệt độ ban ngày sẽ giảm mạnh từ 5 đến 8 độ, đồng thời sẽ gây ra một đợt mưa trên diện rộng cho hầu khắp các khu vực của Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Ở miền Bắc, thời tiết se lạnh khá là dễ chịu về đêm nay và sáng sớm mai, với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng từ 20 đến 22 độ, cùng với đó là một lớp sương mù che phủ nhẹ. Sáng đến ngày mai cũng bắt đầu xuất hiện với một ngày nắng mạnh và sẽ duy trì suốt cả ngày nên nhiệt độ sẽ tăng cao. Cao nhất trong ngày ở cả miền Bắc sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Đối với khu vực miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận đồng loạt nắng sớm, với cường độ nắng giữa các vùng đều như nhau, dẫn đến nhiệt độ ngày ở miền Trung cũng không có nhiều khác biệt, chỉ từ 29 đến 32 độ. Một vài nơi ở vùng núi phía Tây như Tương Dương hay là Hương Khê, Nam Đông, Đông Hà, với nhiệt độ có xu hướng nhỉnh hơn một chút ở mức từ 33 đến 35 độ, trời khá oi nóng. Trở xuống phía Nam, đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo mùa mưa đến sớm hơn do xuất hiện của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại từ ngày 14 tháng 4 sắp tới. Khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới duy trì ít nhất đến ngày 20 tháng 4. Còn trong ngày hôm nay cũng như 3 ngày tới, ở khu vực Tây Nguyên, trời vẫn đang còn se lạnh về đêm và sáng sớm mai, nhiệt độ chỉ từ 19 đến 21 độ. Tuy nhiên, cùng với nắng sớm nên nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 30 đến 32 độ. Còn với các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở mức từ 31 đến 33 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ cao trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi. Nguy cơ cao tùy tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 lên cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 3 mét, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 10 km. Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ, sóng thấp và biển lặng,